Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 93 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 93 này là sửa hủ thôn. sửa đây là chết. Ví dụ thái sự Lơ anh ấy chết rồi. Ví dụ như vậy thì sửa là chết là chữ tử đó. Hủ thôn là cái con hẻm. Nó chỉ đặc thù những con hẻm ở khu vực phía Bắc ở Bắc Kinh đó. Rồi sự hủ thôn là những cái con hẻm cục, con hẻm mà không có cái lối thông ra ngoài á thì nó còn có một cái nghĩa khác nữa tức là cái nghĩa bóng đằng sau đó có nghĩa là mình đi vào cái bước đường cùng rồi mình không có lối thoát ý là như vậy tức là không có hy vọng nữa không có một cái triển vọng gì cho tương lai là sự hữu thôn Chầu chiên sự hở thôn đi vào trong con hẻm cục đi vào đường cùng và đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần một lần chậm và một lần nhanh hơn, sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Sư Hút Thông. Vương Bình rất thích Lý Quả. Tha sang Lý Quả biểu bài <laughs> l่ะ. Lý Quả đối tha 说, "Ngày mai hạ khắc, ngươi từ xảo môn khẩu往外走." 到第五个路口左转，我告诉你我的回答。王平很高兴，第二天一下课他就跑去了，可是他很难过的回来了。室友问他结果，他说：“那是一个死胡同，死胡同是走不通的路，也就是。” 此路不通的意思。李果用这个办法告诉王平：“我不喜欢你。”死胡同。王平很喜欢李果，他向李果表白了。李果对他说：“明天下课，你从校门口往外走，到第五个路口左转，我告诉你我的回答。” 王平很高兴，第二天一下课，他就跑去了。可是他很难过的回来了。室友问他结果，他说：“那是一个死胡同，死胡同是走不通的路，也就是此路不通的意思。”李果用这个办法告诉王平：“我不喜欢你。” và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và hiểu nhiều không ạ à? bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé sữa khổ thôn à, hẻm cục hoặc là đường cùng bây giờ mình giải thích rõ thêm một chút từ sửa là chết chỉ cho tất cả các loài động thực vật chết cũng dùng từ sửa này ví dụ su sữa là cái cây đó bị chết rồi rồi dĩ sữa là na thẻo dĩ sữa là con cá đó nó bị chết rồi 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 cũng chỉ cho người được luôn ví dụ cái tai nạn giao thông nào đó tăng sản sửa quản xanh cơ rệnh sửa quản là tử vong tức là sửa là chết thôi tăng chẳng là ngay tại chỗ ví dụ chết ngay tại chỗ ba người tăng chẳng sửa quản sanh cơ rệnh rồi sửa là chết còn hữu thôn là cái nghĩa bây giờ mà chúng ta tiếp cận với nó là những cái con hẻm đặc biệt là những con hẻm được quy hoạch theo cái dạng của ô vuông vuông á bằng gờ á ở khu vực Bắc Kinh cái từ hủ thúng này cái nghĩa gốc nó không phải là con hẻm mà là nó là một cái giếng nước hủ thúng trong cái tiếng mông cổ ngày xưa nó là giếng nước thì khi mà nó quy hoạch đó, nó xây cái thành phố bắc kinh đó thì chắc là mỗi một cái đầu của cái con đường thì nó có một cái hủ thung tức là một cái giếng nước nhưng mà không biết là người trung quốc thế nào đó mà sau này họ mượn cái từ hủ thung là cái giếng nước này để chỉ cho những cái con hẻm mang cái tính đặc thù ở khu vực bắc kinh thôi rồi hủ thung sự hủ thung là hẻm cục hoặc là đường cùng hoặc là không có lối thoát. Rồi chúng ta vào trong bài luôn nhé. Quảng Phiến hãnh sĩ si hoan lý của Quảng Phiến là vương bình hãnh sĩ si hoan lý của Vương bình rất thích lý quả. Tha sang lý của bèo bãi là bèo bãi là bài tỏ hoặc là thổ lộ ừ, cái 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 tình cảm của mình đó bày tỏ hoặc là thổ lộ cái tình cảm là dùng từ bèo bãi tha sang lì của tha sang lý của bèo bãi là anh ấy đã tỏ tình cũng được hay là bộc bạch với lý bình rồi a sen b bè bèo bãi tức là a bộc bạch cái điều gì đó với b tha sang lý của bèo bãi là lý của tuy tha số lý quả mới nói với cậu ấy miệng thiên xa khưa ngày mai tan lớp nì xung sẽ xeo mẫn khổ hoàng quay chỗ. ngày mai sau khi tan lớp á bạn hay là anh cũng được từ cổng trường đi thẳng ra bên ngoài Xung sẽ xeo mẫn khổ là từ ngay chỗ cổng trường ha hoàng quay chỗ, là đi ra bên ngoài to ti ngủ cưa lu khổ to ti ti cơ lưu khổ là đến cái đầu đường thứ năm, lúc hồ là đầu đường, Sử sư lúc hồ là cái đầu đường hình chữ thập, tức là ngã tư, rồi giờ to ti u cơ lúc hồ là đến cái đầu đường thứ năm, chỗ tròn, tức là rẻ, Chỉ chỗ là bên trái, tròn là quẹo là rẻ là chuyển, chỗ tròn tức là rẻ trái, tức là hoàng chỗ quài đó một cách nói khác, hoàng chỗ quài còn chỗ tròn đây là cách nói của khẩu ngữ, ở trong văn nói. Ủa cao su của tôi tả? cao của tả? Rồi tôi sẽ nói cho bạn 嗯, Tôi sẽ cho bạn biết cái đáp án của tôi Cái câu trả lời của tôi Là tôi có thích bạn hay không? Ý nó là như vậy Mình đọc lại cái slide một lần nữa nha Quảng biển hẳn xì hoan lý của Tha sang lý của Bèo bãi là Lý của tôi tha số Miễn thên xa khưa Nì trúng Xeo mẩn khổ, tức là sẽ xe xeo mẩn khổ Hoàng hoài chổ, đi ra bên ngoài To tí ủ cơ, lưu khổ, chổ trọn Họ cao su nỉ, của tờ khuấy tả Quảng biển hình cao xin vương bình rất là vui mừng Quảng biển hình cao xin Đi ơ thiên là sang ngày hôm sau Ý xa khư là vừa tan học thôi là anh ấy vội chạy đi ngay Ở đây nó có câu trúc là Y chiêu Y xa khơ Tha pao chi là vừa tan lớp Thì anh ấy chạy đi ngay Khởi sư là nhưng Tha hình nản của tơ Khởi lại là Nhưng mà anh ấy rất là buồn Và quay trở lại Khởi sư tha hình nản của tơ Tơ này là Tờ ti đó, này là mình có thể tạm dịch là mà hoặc là không dịch, nó là trợ từ thôi. Tác hình ảnh của tôi, tôi hỏi lại là anh ấy rất buồn, và quay trở lại rồi. Sư dầu Quên tha trẻ của sư dầu là những cái người bạn cùng phòng hết Những người bạn cùng lớp cùng phòng nói chung. Ví dụ cái người bạn mà ở cùng phòng với mình ở ký túc xá là thủng u. còn Sư dầu là những cái người bạn mà cùng học trong lớp đó, tức là thủng xẻ. Hoặc là thủng ú cũng được. Quên tha trẻ của hỏi cậu ấy kết quả thế nào? À, hỏi kết quả với cậu ấy. Tha số cậu ấy nói hoặc là bạn ấy nói. Na sư dĩ cái <laughs> sự hữu thông. Na sư dĩ cái sự hữu thông. Đó là một cái hẻm cục. Đó là một cái hẻm cùng. Rồi như vậy là chúng ta hiểu rồi phải không ạ? Sự hữu thông sư chầu bú thông tờ lưu. Sự hữu thông sư chầu bú thông tờ lưu. Rồi cái sự hữu thông nó có cái nghĩa là cái con đường mà mình đi nó không có thông tức là nó không có con đường mà nó bị cục á không có đi xuyên qua được không thông suốt được sự khu thông sư trầu vô thông ta lưu về chiêu xưa cũng tức là cũng chính là sự lưu của thông ta di sư cũng có cái nghĩa là con đường này không thông lý của dung trơ cơ ban phả cao su quản thiện lý quả đã dùng cái biện pháp này tức là dùng cái cách này dung rơi cơ ban và cao su quản thiện để nói cho vương bình biết quò bù xì khoan nị mình không có thích bạn hay là tôi không thích anh thì đây là một cái cách thay vì phải trả lời là tôi không thích anh thì bây giờ ở đây nó nói một cách nó nói, nó làm một cái cách khá là dí dỏm chỉ cho anh cứ đi vào trong cái hẻm đó đó thì cái tên này tưởng đâu là vào đó sẽ gặp được cái người đó nào ngờ vào đó thì là thấy cái hẻm cục và tự hiểu tức là chưa trì miệng vai là, là tự hiểu thì đó là nội dung chi tiết của bài sau đây xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa để xem mình nghe và hiểu hết chứ ạ sự hủ thông vắng phiền lý của 李果对他说：“明天下课，你从校门口往外走，到第五个路口左转。我告诉你我的回答。”王平很高兴。第二天一下课，他就跑去了。可是他很难过的回来了。室友问他结果，他说：“那是一个死胡同，死胡同是走不通的路。” 也就是此路不通的意思,我不喜歡你. và đến đây mình xin kết thúc cái phần này à, phần 93 chúc mọi người học thật vui và hiệu quả mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những cái thông tin mới nhất về video clip mới post lên à, vào cái mùa dịch bệnh này mình chúc cho mọi người cùng với người thân và gia đình an lành xin chào mọi người